Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh của Yen. Tự giới thiệu mình là Yancy, là tarot reader tại kênh 127 Tarot Apprentice. Hôm nay mình chia sẻ đam mê của mình đối với lại tâm lý con người cũng như là một vài vấn đề không bình thường trên thế giới. Các bạn có thể xem qua video này và nếu như các bạn cảm thấy có một điều gì đó liên kết thu hút thì các bạn có thể bấm subscribe kênh của Yen để xem những video khác, hoặc đơn giản là bấm like video này để lại một phần bình luận cho Yen biết ha. Rồi, hôm nay chủ đề của chúng ta sẽ là một chủ đề được đăng vào ngày thứ sáu, chủ đề liên quan tới self, cái tôi, cái ngã, cái bản ngã, hay đơn giản là việc chính bản thân mọi người. Thì em muốn làm một cái chủ đề prediction một chút xíu ha, đó là bạn có thể chuẩn bị điều gì cho tương lai sắp tới. Thường thì em xem bài thì tương lai mà em xem được sẽ trong khoảng từ 6 tháng cho tới 1 năm. Cũng có một vài trường hợp thì là xem được 2 năm, nhưng mà em nghĩ là các bạn cứ nghĩ cái trải bài này trong khoảng 3 tới 6 tháng hoặc 9 tháng là được rồi, cũng không cần nghĩ tới 1 năm đâu, vì em nghĩ là 1 năm thì nó khá là dài ha. Ok, ở đây sẽ có 3 tụ bài tương ứng với lại nhóm 1, nhóm 2 và nhóm 3 như bình thường từ trái qua phải. Các bạn hãy lựa chọn ở đây một nhóm bài mà các bạn cảm thấy được thu hút nhất và hãy lựa chọn một cách thật sự ngẫu nhiên nha. Các bạn có thể dừng lại màn hình hoặc các bạn có thể lựa chọn thông qua con số timestamp hoặc bất kỳ một cái cách ngẫu nhiên nào mà các bạn nghĩ ra ở trong việc lựa chọn tụ. Các bạn không thật sự nên chọn nhiều hơn 2 tụ. Nếu như mà các bạn chọn nhiều hơn 1 tụ thì bạn có thể nên nghe hết cũng được. Ok, giờ đến với lại nhóm bài đầu tiên nhé. Ok, xin chào các bạn, nhóm 1 đây là trải bài cho các bạn với cái chủ đề đó là điều bạn có thể chuẩn bị cho tương lai sắp tới. Sự chuẩn bị này có thể là bất kỳ ý về cái gì nha, nhưng mà trong chủ đề liên quan tới self thì cái chữ sự chuẩn bị này có thể là nó có thể là tinh thần của bạn, sức khỏe của bạn, hoặc là một cái gì đó tương tự như vậy. Nói chung là với những chủ đề liên quan tới bản thân á thì Gen sẽ đặt nhiều cái góc nhìn của tâm lý học vào trong hơn là so với lại chủ đề về công việc hay là chủ đề liên quan tới tình cảm có mối quan hệ ha. Ok, nhìn đến với lại ba lá bài tarot đầu tiên của các bạn nhóm 1 nhé. Bạn có thể làm gì để chuẩn bị cho tương lai sắp tới? Các bạn có Page of Pentacles. Đợi em xíu, cho nó thấp hơn. Rồi, Page of Pentacles, Six of Pentacles, Queen of, và các bạn có lá Telekinesis và lá Eight of Swords đối với Gen ha. Lá này chắc là một vài bạn xem kênh các nhé, bạn sẽ thấy rồi. Rồi, các bạn nên chuẩn bị, các bạn có thể làm gì để chuẩn bị cho tương lai tiếp theo? Trên có một cái cảm giác ở đây đối với lại các bạn nhóm 1 trong 3 lá đầu tiên á, có thể Gen không biết hiện tại các bạn đang ở đâu, các bạn đang làm gì, các bạn là một người như thế nào nhé. Nhưng mà Gen nghĩ là có thể các bạn đang chuẩn bị bước vào một cái hành trình mới. Cái hành trình này có thể là một công việc mới, nhưng mà ở đây thì Gen nghiêng về một cái, tức là kể cả là công việc nhé, thì nó vẫn là một cái gì đó mà các bạn học hỏi nhiều hơn, tức là nó có cái sự trải nghiệm ở trong đó nhiều hơn là các bạn chỉ thuần túy làm để kiếm tiền. Đó có thể là một cái công việc, một cái hay là một cái ngành học nào đó chẳng hạn mà các bạn đã rất là muốn tham gia ở trong cái khoảng thời gian trước đây rồi. Nhưng mà trước đây thì các bạn bị tự ti á, có cái cảm giác như kiểu là các bạn cảm thấy là mình chưa đủ khả năng, mình chưa đủ năng lực các kiểu, hay là các bạn đã đắn đo rất là nhiều đó là mình có nên làm nó không. Tại vì có một cái cảm giác ở đây là kiểu như khi mà các bạn tham gia vào cái cơ hội hay là cái công việc học tập này á, các bạn có thể là sẽ phải làm nhiều hơn so với bình thường. Mình sẽ ví dụ như là các bạn đi làm, các bạn bước vào một cái dự án mới đó thì bản thân các bạn chưa có nhiều kinh nghiệm, nên là các bạn sẽ phải 8 tiếng làm việc, và sau đó các bạn sẽ phải có mấy tiếng ở bên ngoài thời gian làm việc các bạn tìm kiếm thêm kiến thức các kiểu chẳng hạn. Hay là đối với lại các bạn mà các bạn đi học á, thì có một cái cảm giác như kiểu là các bạn vừa phải take care cái phần thời gian ở trên giảng đường, các bạn vừa phải đi làm kiếm tiền hoặc là làm các cái dự án khác để mà các bạn lấy kinh nghiệm nghề nghiệp cho mình chẳng hạn. Nói chung là có một cái cảm giác là nó có cái sự phân chia, phân bố thời gian khá là chặt chẽ từ phía các bạn nhóm 1. Một vài bạn nhóm 1 ở đây á, mình thấy là các bạn
vẫn còn đang suy xét là mình có nên chấp nhận cái cơ hội bước vào trong cái dự án này không. Bởi vì giống như anh nói là các bạn cảm thấy mình còn quá là non chẳng hạn, hay là mình không chắc là mình có kiểm soát được cái khoảng thời gian mà mình bỏ ra không, liệu mình có catch up kịp lại mọi người ở trong team không á. Thì Giang có một cái cảm giác ở đây là có một cái mà Giang nói với lại một người bạn của Giang hôm kia, đó là đôi khi khi các bạn bước vào một cái con đường mà các bạn không có rõ là mình có thể làm gì hay là mình như thế nào á, đôi khi cách tốt nhất đó là tận hưởng cái quá trình chứ đừng có nghĩ quá nhiều đến cái kết quả. Tại vì cái vấn đề ở đây là khi mà các bạn quá tập trung vào kết quả, đôi khi các bạn sẽ bị mong muốn hoặc là chờ đợi quá là nhiều mà không nhìn thấy được cái thực tế khả năng của mình đang ở đâu, hay là không nhận thức được là kiểu những cái trải nghiệm mà mình có đã dạy cho mình cái gì ở trên cái con đường này. Tại vì á, cái kết quả nó là một thứ thật ra không quá xác định. Cái kết quả tùy vào mỗi người có thể nghĩ thành công là gì thì kết quả nó cũng như vậy, tùy vào các bạn nghĩ cái kết quả tốt là như thế nào, kết quả xấu nó là như thế nào. Đấy, hơn nữa ở đây á, là mình thấy cái kết quả thì nó sẽ không tệ đâu. Khi mà các bạn nó xấu xù ở đây á, thì mình có một cái cảm giác là kết quả nó sẽ không tệ. Nhưng có thể với bạn á, cái kết quả này không phải là kết quả mà bạn mong muốn. Và bạn sẽ dễ bị rớt vào một cái suy nghĩ là bởi vì mình cho nên là cái team đó nó mới không thể hiện được hết khả năng của bản thân. Và khiến cho cái công, tức là cái nó cũng là thành công, mình chỉ thành công được tới cái mức đó thôi á. Thì Giang nghĩ là những cái suy nghĩ đó là không nên. Đặc biệt là khi các bạn ra lá Oracle, đó là lá telekinesis, nó về một cái việc là đừng có để những cái sự nghi ngờ, những cái sự sợ hãi, những cái dạng như là những cái phần của ego á, những cái phần muốn được an toàn của ego, nó ngăn cản cái đam mê, ngăn cản cái cơ hội hay là cái khát vọng của bạn. Và khi các bạn kết thúc bằng lá Queen of Swords đó, thì cái câu ở trên đó đó là hãy càng, tức là hãy biết được bản thân mình đang có cái gì và tận hưởng những cái điều đó. Và hãy nhận ra được một cái điều á, là không có một cái thứ gì nó đang không ở trong cái bàn tay của bạn cả. Tức là cho mình một cái cảm giác á, là mặc dù ban đầu các bạn là Page of Pentacles, nhưng mà có thể trong cái quá trình mà các bạn làm việc ở trong cái dự án đó, hay là các bạn học ở trong cái ngành đó, cái sự phát triển và cái sự tiến bộ của các bạn rất là nhanh. Và kể cả khi các bạn có thể là những người không giàu kinh nghiệm đi, nhưng các bạn là những người có trực giác rất là tốt. Và các bạn nên ứng dụng cái sự trực giác này ở trong những cái gì mà mình đang làm. Bởi vì mình có cái cảm giác là mình cũng không rõ cái công việc các bạn đang làm là cái gì, nhưng mà có thể chính cái trực giác này nó lại là một cái điểm mạnh của bạn ở trong cái công việc này. Và có thể nó sẽ hỗ trợ rất nhiều cho cái công việc của bạn, nhiều hơn là các bạn nghĩ rất là nhiều. Tại vì nói chung thì Giang cũng cảm thấy là có nhiều khi á, cái người mà người ta trải qua nhiều kinh nghiệm á, cũng chưa chắc là họ đã dạng như kiểu làm cái gì cũng đúng đâu, mà đôi khi cái việc quá kinh nghiệm một cái gì đó lại có thể trở thành một cái rào cản cho người khác. Đôi khi cái trực giác, cái cảm quan của những cái người nói giống như bạn của Giang là biết đủ thôi. Tại vì biết nhiều quá thì mình sẽ bị sợ tay, tại vì mình đã thấy quá nhiều thất bại. Nhưng mà biết ít quá thì mình sẽ lại quá là liều. Thì mình biết đủ thôi. Tức là mình biết cái cơ bản cơ sở, nhưng mình cũng để lại cái sự mạo hiểm ở bên trong mình. Thì mình thấy đó là một cái tâm thế mà các bạn nhóm 1 các bạn có thể rèn luyện và chuẩn bị cho mình cho một cái tương lai sắp tới ha. Ok, thì mình sẽ đeo lại bài là bài tarot tiếp theo. Không biết tương lai nào sắp tới nhưng mà cũng có vẻ không tệ lắm. Rồi, bắt đầu bài tarot tiếp theo, các bạn có ba xu Temperance, King Cup và các bạn có lá Florida Waters, Ly. Các bạn ra giống mấy lá của lần đầu tiên Giang sử dụng bộ này. Lá số 31. Rồi. Các bạn có thể chuẩn bị cho tương lai tiếp theo. Giang cảm thấy cái sự chuẩn bị này của các bạn sẽ là một sự chuẩn bị liên quan tới nó nói sao nhỉ? Tại vì Giang đang có một cái cảm giác là các bạn nhóm 1
Có thể là cái khoảng thời gian trước đây á, hoặc là các bạn quá tập trung vào công việc, hoặc là những cái gì mà các bạn đang làm á, nó trở thành một cái thói quen, và nó khiến cho các bạn bị bào mòn về mặt cảm xúc ở trong những gì các bạn đang làm, bất kể là cái gì nha. Thói quen có thể là công việc, có thể là thói quen trong tình cảm, có thể là thói quen trong cái việc đối nhân xử thế, là thói quen các bạn đối xử với chính bản thân mình á. Tại vì khi các bạn cho Gen lá ba xu cho anh thấy được một cái điều là có rất là nhiều cái sự cố gắng và chăm chỉ ở bên trong các bạn. Có thể các bạn là những người một ngày làm tới tận 12, 18 tiếng chẳng hạn, hay là các bạn là những cái người mà mình có một cái cảm giác là các bạn mình nó sao nhỉ? Giống như kiểu là nói các bạn rất là lo lắng với tới việc sinh tồn của bản thân mình thì nó không hẳn, nhưng mà có một cái cảm giác giống như kiểu là các bạn sẽ luôn phải khiến bản thân mình bận rộn. Có thể là như vậy, các bạn phải luôn luôn khiến bản thân mình bận rộn. Và cái việc mà các bạn luôn luôn khiến bản thân mình bận rộn như thế này á, nó dẫn tới một cái việc là các bạn chưa bao giờ thật sự ngồi xuống nghỉ ngơi, hoặc là trong một ngày các bạn không có thời gian để nghỉ ngơi dành cho bản thân mình luôn á. Và ba cái lá sau đó của các bạn nói với các bạn là các bạn cần phải cân bằng lại cái điều này. Tại vì các bạn nghĩ á, là cái sự cố gắng của mình hay là cái việc giữ bản thân mình bận rộn á, kiểu nó sẽ tốt cho mình, nhưng mình đang có cảm giác là giống như mình nói là cái việc này nó đang giết chết dần đi một cái phần cảm xúc nào đó ở bên trong bạn. Cái phần cảm xúc ở đây không nhất thiết phải là tình cảm nha. Cái phần cảm xúc ở đây có thể là các bạn bắt đầu quên đi tận hưởng cái đồng tiền mà các bạn làm ra chẳng hạn, hay là tận hưởng những cái giá trị các bạn làm ra, hay là các bạn thậm chí quên đi mệt mỏi là như thế nào. Tức là cơ thể các bạn vẫn mệt mỏi nha, nhưng mà bởi vì nó giống như kiểu là một cái dây chun mà nó bị kéo giãn tới một mức nó không thể về như ban đầu á. Tức là kiểu như cơ thể các bạn đã bị kéo giãn một cái khoảng thời gian rất là dài rồi, và bây giờ để mà có cái thời gian để mà nó về lại như ban đầu á sẽ cần rất là nhiều thứ đấy. Thì thấy cái sự chuẩn bị nhiều nhất mà em thấy ở đây á, là em thấy các bạn nên đi tìm kiếm, gọi là nên dừng lại, hơi ngừng lại và tìm kiếm cái niềm vui cho mình. Tại vì Giang có cảm giác là có thể sắp tới á, các bạn sẽ joining vào những cái kế hoạch mới, hoặc là những cái tổ chức mới, hoặc là những cái nhóm người á, mà họ một lần nữa ha, đó là một cái guồng quay công việc khá là đều 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 đều, đều. Nhưng mà có thể là cái guồng quay này á, Giang đang có một cái cảm giác, tại vì đây là những con ong mà các bạn biết ong á, thì nó dính mật đúng không, lúc nào nó cũng chỉ quan tâm tới việc là lấy mật về xây tổ vân vân mây mây, và nó chết, ý là nó làm kiệt sức và nó chết đấy. Giang biết là nói cái này nghe hơi kỳ, nhưng mà thật sự cho Giang có một đang dàn cho Giang Giang đang có một cái cảm giác nha, là nếu như mà các bạn nhóm một các bạn không tìm được cái cách cân bằng giữa cái cuộc sống công việc của mình, cuộc sống sống vì người khác, với lại cái cuộc sống các bạn sống vì bản thân mình, các bạn tìm kiếm được cái niềm vui cho mình vân vân mấy mấy á, thì anh thấy là nó thật sự nó sẽ cứ càng ngày càng bị ứ đọng. Nó giống nó sẽ giống như kiểu là các bạn không lọc nước cái hồ của mình á, các bạn cứ để nó đục 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 hoài như vậy, thì sau một cái khoảng thời gian cái hồ đó nó sẽ là hồ chết. Tức là hồ chết là hồ không một sinh vật nào sống được, tại vì nó quá bẩn, nó không bao giờ được lọc ở trong đó cả. Vậy có cái cảm giác như vậy thì Jen đang cảm thấy là có thể các bạn nên take a vacation, thực hiện một cái kỳ nghỉ, thử tìm kiếm lại một cái phương pháp thư giãn nào đó cho mình, hoặc là một cái điều gì đó các bạn thật sự yêu thích và muốn làm, và hãy làm nó đều đặn mỗi tuần một lần chẳng hạn. Tại vì á, trong một tuần phải có ít nhất 5 tới 7 tiếng các bạn làm được cái điều mà các bạn thích. Nếu không á, các bạn sẽ rất có vấn đề về mặt tâm lý, bất kể các bạn nhận ra hay là không. Và cái mặt tâm lý này nó có thể sẽ ảnh hưởng tới cơ thể các bạn rất là nhiều. Mà trong cái đó thì Giang đã thấy là cái cơ thể của các bạn nó đang là một cái cơ thể không có được nghỉ ngơi rồi đó. Mà cơ thể đã không được nghỉ, xong tâm lý, xong tâm trí cũng không được nghỉ á, kiểu gì nó cũng đứt hết trơn á, cái đó là chắc chắn luôn. Cho nên là Giang có một lời khuyên chân thành để các bạn nhóm một, nếu như các bạn đang ở trong những cái guồng quay công việc lo lắng các kiểu bông bông mê mê á, nên dừng lại một chút xíu và tự hỏi ha, các bạn làm sống mãi sống chết như vậy, hay là các bạn lo lắng các kiểu vân vân mê mê như vậy á, nhưng mà một ngày các bạn ngã xuống á, thì sao?
và các bạn cũng không thể sống vì người khác được. Ba xu để cho em cảm giác là các bạn cũng là một người rất hay sống vì người khác, rất cả nể, là ai nhờ cũng làm. Nhưng mà các bạn phải hiểu nha, bạn phải khỏe, bạn phải vui, bạn phải trọn vẹn được cuộc sống của mình đi đã, thì lúc đó hẳn có sức đi lo cho người khác. Mỗi người á, đều phải tự lo cho cuộc sống của mình trước đã. Cái việc đi lo cho người khác á, là cái việc extra thêm thôi, dạng như là có sức thì mình làm mà không có thì thôi nha, đó không phải là một cái việc bắt buộc. Ok, kết thúc trả bài cho các bạn nhóm 1 ở đây ha. Hy vọng đã đem được cái thông điệp đó cho bạn. Cái điều gì muốn hỏi, muốn chia sẻ, bạn có thể để lại bình luận cho em biết, chị sẽ đọc và trả lời. Hẹn gặp lại các bạn nhóm 1 trong những video lần sau. Bye bye. Ok, xin chào các bạn nhóm 2, đây là trả bài cho các bạn với cái chủ đề là các bạn có thể làm gì để chuẩn bị cho tương lai sắp tới. Bây giờ sẽ xem ba lá tarot đầu tiên của các bạn nha. Các bạn có lá Magician, Page of Swords. Hôm nay hai tụ đều là Page nè. Temperance. Và các bạn có lá Herbal Crab. Lá quận đốc. Nhìn nhìn coi lá số 7. À, lá này của lửa chứ. Điều các bạn nhóm 2 có thể chuẩn bị cho tương lai sắp tới. Nếu nói cái năng lượng lên cao nhất cho Gen ở đây, nó là năng lượng của sự healing nha. Và cái sự healing này nó liên quan tới tự tin cá nhân của các bạn nhóm 2. Mình thì mình cũng, ý là mình không có rõ và mình cũng không có biết là cái cuộc sống trước đây của các bạn nhóm 2 như thế nào. Nhưng Gen đang có một cái cảm giác là có thể cái cuộc sống trước đây của các bạn bị gọi là bình luận ác ý về cái bản thể của mình, cái sự tồn tại của mình rất là nhiều. Nó có thể ở rất là nhiều thứ, hay ví dụ như là có rất là nhiều người luôn nói các bạn là các bạn sẽ không đủ giỏi đâu, các bạn sẽ không thể học được cái này, không làm được cái kia. Hay là họ có thể nói những câu như kiểu là cuộc sống của bạn sẽ phải dựa vào người này người kia, bạn không thể nào độc lập cá nhân một mình các kiểu được. Tại vì cái năng lượng như thế rõ nhất đây là kiểu như các bạn đã từng luôn nghĩ là mình sẽ không thể tự mình làm được một cái gì đó. Thì ở đây á, từ lá Magician cho tới là Page of Swords của bộ Art of Life đều cho em một cái cảm giác là một cái sự xây dựng niềm tin vào bản thân. Cái niềm tin này nó còn có một cái nữa, đó là niềm tin bản thân mình đang ở đúng nơi mà mình cần phải ở. Đó là lý do sao các bạn kết thúc bằng lá Temperance. Bởi vì một vài bạn nhóm 2 ở đây đang cho em một cái cảm giác á, là các bạn quá muốn chứng minh khả năng của mình với người khác, cho nên là các bạn ép mình phải đẩy nhanh tiến độ, hoặc là các bạn sẽ chơi những cái cú trick không được sòng phẳng cho lắm để đẩy nhanh được cái tiến độ công việc mà mình mong muốn. Thì đó là một điều không nên. Tại vì các bạn nên biết nha, đi đường tắt á, kiểu gì nó cũng phải có cái giá của nó hết trơn á. Cái dòng chảy của số mệnh nó không có giống như là mình đi ngoài đường, nó không giống như mình đi xe ngoài đường, nó không giống như là mình đi đường tránh ở trên quốc lộ để mà mình đỡ bị tai nạn giao thông mây đâu. Ở trên cái số mệnh này á, các bạn mà lựa chọn đi đường tắt á, các bạn sẽ phải trả cái giá của mình. Nó không có phải là một con đường mà kiểu như là điểm đầu và điểm kết thúc. Trên cái con đường đó, bất kỳ lựa chọn gì các bạn đưa ra, nó đều sẽ rẽ ra rất là nhiều cái nhánh khác, và các bạn sẽ phải trả một cái gì đó cho cái lựa chọn của mình. Thì nếu như mà các bạn nhóm 2, các bạn nào các bạn đang muốn nghỉ cũng được, các bạn có thể đang mới bắt đầu nghỉ thôi, mình sẽ làm những cái cú trick mình sẽ làm những cái cú trick để cho cái hành trình của mình nhanh hơn. Nói chung nó có nhiều lắm, ví dụ như là các bạn lợi dụng sức lực của người khác, hay là các bạn tráo qua tráo lại các kiểu, hay là các bạn đút lót chẳng hạn. Nói chung là cái gì cũng được. Thì tất nhiên Giang không nói là 100% chúng ta không làm gì. Ví dụ như có những cái như là mượn sức người, hay là tân bốc người này người nọ để lấy một chút lợi thế, thì thật ra Giang thấy cái đó nó là một phần của xã hội con người rồi. Nhưng mà nếu như các bạn định làm một cái gì đó lớn hơn như vậy nữa nha, vì em thấy có một vài bạn đây, các bạn thật sự định làm một cái gì đó lớn hơn như vậy nữa, thì hãy cẩn thận với những cái hành động của mình. Hơn nữa mình thấy một vài bạn nhóm 2 á, các bạn nói sao nhỉ, có một cái cảm giác là dạng như các bạn
bị nôn nóng á, mặc dù nha năng lượng của các bạn ở đây là có nước, có khí, các kiểu đều không phải là những cái năng lượng quá là nôn nóng, nhưng mà cho Giang một cái cảm giác là các bạn là một người rất nôn nóng, bởi vì thân tâm giống như Giang nói là các bạn muốn mau chóng show up được cái kết quả và chứng minh cho những người kia là họ đã sai như thế nào. Nhưng mà Giang chỉ có thể nói là các bạn như thế này này, người ta đã ghét á, bạn có làm gì người ta cũng ghét hết trơn á. Nếu như mà ngay từ ban đầu người ta tôn trọng các bạn, người ta xem các bạn là một con người bình thường á, người ta đã không bao giờ hạ thấp danh dự của bạn rồi. Và việc mà các bạn cố gắng chứng minh cho những cái người đó thế này thế nọ, hay là các bạn trả thù lại họ hay là cái gì này, các kiểu nơi nơi á, chung quy lại thì nó sẽ biến bạn somehow trở thành một người giống như họ, trở thành chính những người mà các bạn ghét. Và somehow thì cái việc chứng minh đó nó cũng chả mang lại ích lợi gì, tại vì rồi chắc chắn những người đó sẽ lại tìm được một cái điểm gì đó khác để mà ghét bạn thôi. Cho nên nhé, đôi khi ở trên cái hành trình chung của bạn á, Dành nhớ có một câu của Carrick nói hôm qua trong rap Việt á, đó là hãy cứ sử dụng tài năng, khả năng của mình chứng minh với bản thân mình đang là ai, mình đang là một người như thế nào. Lover gonna love, hater gonna hate. Và thật ra đôi khi việc vẫn còn có người ghét bạn á, tức là họ vẫn còn quan tâm tới bạn. Và khi mà họ còn ghét, họ còn quan tâm tới bạn, tức là mình còn rất nhiều điều để mà thay đổi và phát triển. Và khi mà con người còn phát triển, còn thay đổi á, người đó chắc chắn sẽ luôn thành công, đạt được một cái gì đó ở trên con đường của mình. Còn một cái người á mà luôn tìm cách nhảy vọt bước, hay là dạng như chỉ nhanh 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 đến cái kết quả thôi á, hầu hết những người đó đều sẽ rất nhanh chóng bị thụt lùi hoặc là đến một cái đoạn cản nào đó mà họ gần như sẽ phải xây dựng mọi thứ lại từ đầu. Cho nên nhé, nếu như nói cái sự chuẩn bị của các bạn nhóm 2 trong ba lá đầu tiên là gì á, em thấy đầu tiên đó là hãy thanh lọc những cái nguồn năng lượng tiêu cực ra khỏi cuộc sống của bạn, đừng để nó ảnh hưởng tới bạn nữa, tại vì đó là một điều hoàn toàn không đáng. Cái thứ hai ở đây nữa là hãy lấy lại cái quyền làm chủ ý thức ở bên trong mình. Ý thức của bạn đang bị ảnh hưởng rất nhiều từ những lời nói từ những cái người bên ngoài, hãy cân bằng và nhận ra cho thật là kỹ á, cái lời nói nào là lời nói công kích và cái lời nói nào là cái lời nói mà nó có thể giúp mình phát triển, giúp mình thay đổi ở trong tương lai. Đấy. Và cái cuối cùng nữa là hãy tin vào việc bạn đang ở đúng trên cái hành trình mà các bạn cần phải đứng. Vũ trụ á, nó không bao giờ push up ai quá nhanh, nó cũng không bao giờ để ai quá chậm cả. Nó đều có lý do để các bạn trải qua những cái việc đó, hay là vì sao các bạn vẫn đang còn học, vẫn đang còn thế này thế nọ. Nếu như mà các bạn thật sự tin vào cái điều đó, an tâm, vũ trụ nó sẽ cho các bạn những cái signal, sẽ đưa đến cho các bạn những cái người thầy dạy các bạn cái cách để mà giải quyết những cái vấn đề ở bên trong mình, miễn là các bạn phải tin vào điều đó. Ok, thì mình sẽ đến với lại ba lá bài tarot tiếp theo. Của các bạn nhóm 2. Các bạn cần lắp thầy khớp. Hôm nay chuẩn bị cái nó ra hết thầy luôn, kìa thiệt. The world. The tower. Và các bạn có lá Genomis. Xanh nhỉ? Rất xanh luôn. Rồi. Các bạn nhóm 2, các bạn có thể chuẩn bị điều gì cho tương lai sắp tới? Năng lượng khá là thú vị. Ok. Có một cái nguồn năng lượng ở đây á, Giang sẽ nói trước nha. Các bạn nên hiểu là Giang thấy gì từ bài Giang nói cái đó. Giang không có nói những điều các bạn muốn nghe nhé. Nên là mọi người nghe nha, mọi người cân nhắc nha. Tại vì tương lai là một thứ hoàn toàn có thể thay đổi được nếu bạn lựa chọn thay đổi bắt đầu ngay từ bây giờ. Cái điều mà các bạn nhóm 2 các bạn nên chuẩn bị cho tương lai sắp tới á, đó là bất kể điều xấu gì diễn ra,
hoặc là một cái điều nào đó mà các bạn đã cực kỳ mong muốn nó không diễn ra, nó có cái lý do đằng sau đó, và nó thất bại hay là nó dạng như là totally destroy, tức là hoàn toàn bị phá hủy trước mặt bạn á, không mang nghĩa là vũ trụ nói các bạn là hãy bỏ cuộc với lại cái đam mê, cái ước mơ, cái sở thích, cái mong muốn đó của bạn. Mà có thể các bạn đã và đang mơ những thứ quá lớn, vượt quá khả năng của mình, bởi vì các bạn đã quá chủ quan trước cái quyết định của bản thân trong cái công việc đó, trong cái việc đó, cho gọi là trong cái công việc đó. Tại vì khi các bạn đã pay up cấp đầu tiên ở đây á, đó thật sự là tâm lý của một đứa trẻ con. Nó thẳng là như vậy, pay up cấp là tâm lý của một đứa trẻ con, một đứa mà nó làm theo cảm xúc, một đứa mà nó không có cần quan tâm hậu quả của cái vấn đề gì này hết trơn á. Nhưng bởi vì là tâm lý của một đứa trẻ con nên khi nó nghĩ tới những thứ nó không có, nó sẽ muốn một thứ rất to và rất nhiều, nhưng không hề biết là bản thân nó có khả năng đạt được cái điều đó không, hay là có thể ví dụ như ăn được cái đám món đó không chẳng hạn. Đấy, và Giang thấy rất rõ ràng ở đây là bởi vì cái xuất phát điểm nó là như thế, cho nên tất nhiên cái việc này nó sẽ không thể nào tới một cái kết quả tốt được. Tại vì chung quy á, nó không có một cái cơ sở, nó không được xây dựng dựa trên bất kỳ một cái cơ sở nào. Thì cái sự chuẩn bị này ở đây á, nói chung Giang không biết các bạn làm gì, có thể nghe đến đây các bạn biết là Giang chắc đến cái gì rồi, nhưng mà nếu như có bất kể một cái gì các bạn đang nghĩ tới, một cái kế hoạch, một cái dự định, một cái điều gì đó mà các bạn đã làm hoàn toàn dựa vào cảm xúc của mình đó, cái cảm xúc chủ quan của mình mà không hề có một cái chuẩn bị, không hề có một cái backup plan nào trước á, Giang nói trước là cái đó nó sẽ thất bại. Chắc chắn nó sẽ thất bại. Không thất bại kiểu này, nó cũng thất bại kiểu khác. Không thất bại thì nó cũng sẽ có một cái gì đó rất lớn diễn ra, một cái khủng hoảng nào đó diễn ra, một cái sự bất ngờ diễn ra, mà nó gần như là khiến cho cái điều mà các bạn chắc chắn nó sẽ thành công đó, nó gần như là quay về con số 0. Đấy, và thì khi mà các bạn ra lá Trinomes ở cuối cùng đó, cái lá này nói về một cái điều đó, là đã đến lúc để mà các bạn nên suy nghĩ lại về những cái gì mà bản thân đang làm. Pay up cup ở đây còn cho Giang được một cái cảm giác nữa, các bạn là một người hơi có xu hướng ngồi chờ xung rụng nha. Tức là các bạn có thể suy nghĩ rất là đơn giản thế này, đó là ví dụ các bạn cho người bạn của mình tiền đầu tư, và các bạn chắc chắn, các bạn chắc mẩm cái người bạn đó của mình là một người chơi đầu tư rất là tốt, và họ chắc chắn sẽ mang tiền lời về cho mình. Nhưng mà bản thân các bạn không biết một cái gì về đầu tư cả, các bạn không có một khái niệm, không có một kiến thức nào cả. Và sau đó có thể nó turn out ra là có thể bạn của bạn lời thật, nhưng mà nó không có trả tiền về cho bạn chẳng hạn. Hoặc là nó trả về cho các bạn một số tiền rất ít, và sau đó thì một người bạn nào đó khác đến và nói là ủa sao cái số đó, cái mã đó nó lên rất là cao, được rất là nhiều tiền, mà sao nó trả lại cho mình có từng đó tiền chẳng hạn. Nói chung là có một cái gì đó nó có thể diễn ra như vậy. Thì cái lá Genomes có một cái khá là hay ở đây, nó nói là bạn cần bớt phải chờ đợi sẽ có một ai đó tới và giúp các bạn đi, giúp các bạn hoàn thành cái giấc mơ lớn của mình đi, mà bản thân các bạn phải là người đứng dậy và thực hiện nó. Thì đây là cái khoảng thời gian, hoặc là cái khoảng thời gian trong tương lai sắp tới á, bạn cần phải là người nắm quyền chủ động cho những gì mà các bạn đang làm. Nếu không á, mọi chuyện nó vẫn sẽ liên tục tuần hoàn như thế này, nó vẫn sẽ là bạn mơ một cái gì đó rất lớn và bạn fail. Kiểu dạng như thế. Nói chung á, Giang thì Giang không biết các bạn nhóm 2 các bạn định nghĩa thế nào với cuộc sống của mình. Tại vì Giang mình xin lỗi. Tại vì Giang có cái cảm giác là một vài bạn nhóm 2 ở đây có thể các bạn những người vô lo. Nhưng mà thật sự nha, vô lo sống không được trong xã hội này đâu. Các bạn bắt buộc phải lo một phần nào đó, không cần phải lo hết 9 phần, nhưng mà cũng phải lo được 1 phần, 2 phần, 3 phần nào đó, các bạn mới sống và tồn tại được. Nếu không các bạn sẽ cứ mất hoài như thế này luôn. Mình thấy câu chuyện của các bạn cũng liên quan khá nhiều tới tình bạn nhé. Thì mình không rõ là cái tình bạn này của các bạn, tức là cái việc này nó có liên quan gì tới tình bạn không, nhưng mà có thể các bạn cũng nên cẩn thận điều này, vì các bạn là một người khá là dễ tin người. Ok, kết thúc trả bài cho các bạn nhóm 2 ở đây ha. Hy vọng đã được cái thông điệp đó cho bạn. Bạn có gì muốn hỏi mình chia sẻ, bạn hãy để lại bình luận cho Giang biết, cho sẽ đọc và trả lời. Hẹn gặp lại các bạn nhóm 2 trong những video lần sau. Bye bye. Chào các bạn nhóm 3 đây, trả bài cho các bạn với cái chủ đề đó là bạn nên chuẩn bị điều gì cho tương lai sắp tới. Thì bây giờ Giang sẽ xem thử ba lá bài tarot đầu tiên của mọi người nói về cái gì nhá. Các bạn có Three of Wands, Ace of Cups, King of Swords, và các bạn có Peladon Navision.
can đảm. Thật ra bài các bạn nhóm 3 này rất là giỏi. Điều các bạn nên chuẩn bị cho tương lai sắp tới. Nếu như mà tóm cái này trong một câu á, mà gọi là trải bài tarot đúng trong 1 phút không cần trả tiền á, thì điều mà các bạn nhóm 3 các bạn cần phải chuẩn bị đó là cầm lên được thì buông xuống được. Hiểu không? Ok, giỡn thôi ha. Ở đây Gen thấy Gen không rõ là cái việc các bạn phải cầm lên và bỏ xuống này nó liên quan tới cái gì. Tại vì cái nguồn năng lượng của mỗi lá ấy nó đang cho một cái câu chuyện khác nhau. Có thể là các bạn cầm lên hoặc buông bỏ một cái mối quan hệ, hoặc là một cái công việc, một cái niềm tin, hoặc là một cái gì đó mà chắc chắn phải là một điều các bạn từng nghĩ đó là một cái ý nghĩa cuộc sống của mình. Cái hành trình để mà các bạn buông bỏ điều này nó sẽ không dễ. Tức là bởi vì Gen đang xem cho các bạn là cái sự chuẩn bị đúng không? Tức là cái chuẩn bị ở đây đó là chuẩn bị cái tâm lý về cái việc là mình sẽ phải buông bỏ cái điều đó. Có thêm một vài bạn đây thì các bạn đã mường tượng ra được á, một cái sự kết thúc, một cái sự rời đi, một cái sự buông bỏ nào đó sắp tới mà mình phải trải qua là cái gì. Một vài bạn thì có thể là chưa, có thể điều này nó sẽ tới hơi bất ngờ với lại các bạn, hoặc là nó sẽ tới vào kiểu như là không hẳn là bất ngờ, nhưng mà tức là các bạn không nghĩ nó tới vào cái lúc đó. Thì ở đây cái sự chuẩn bị của các bạn nhóm 3 mà các bạn nên có đó là các bạn thật ra cũng đang né bên kia, đó là khi một cái cánh cửa đóng lại, một cái cánh cửa khác nó sẽ mở ra, và cái cánh cửa này nó kết thúc á, không phải là bởi vì các bạn yếu kém hay là cái gì đó. Ok, trong một vài trường hợp thì có thể là chúng ta bị thiếu kinh nghiệm thật, nhưng mà Giang có một cái cảm giác ở đây á, nó chỉ đơn giản là cái cánh cửa đó đóng lại vì cái cánh cửa đó là một cái cánh cửa không phù hợp với bạn. Và có thể các bạn đã nhận ra điều này rồi, nhưng mà các bạn đã luôn chặt lưỡi kêu là thôi không sao đâu, mình cứ cố gắng tiếp tục đi rồi mình sẽ quen thôi. Nhưng mà có thể là đã 3 năm trôi qua, 4 năm trôi qua, 5 năm trôi qua, nhưng mà không có cái gì nó tiến triển cả. Bạn vẫn lẹt đẹt ở trong cái công việc đó, cái mối quan hệ này hai người vẫn chẳng đối thoại được với nhau, hay là cái nơi này tất cả mọi người vẫn không ai thay đổi quan điểm về bạn cả. Thì có thể đó là cái lúc mà chúng ta nên suy nghĩ và có cái can đảm là cái nơi này, cái người này, cái môi trường này nó còn đáng giá cho mình tiếp tục hay là không. Đấy, mình cảm thấy có một cái nguồn năng lượng của sự giải phóng và tự do đây, mình không biết là có đúng lại tất cả các bạn không. Để một chút xíu mình đọc lại lá Palladium Vision. Ok, có một cái câu chuyện ở đây nữa mà Giang thấy á, là không phải là giống như Giang nói nãy giờ thôi, tức là Giang nói nó là có một cái gì đó nó đến hồi kết thúc rồi. Thật ra Giang không muốn nói nha, tức là Giang không muốn xác định cái câu chuyện này nó là công việc hay tình cảm, nhưng Giang có cảm giác là 60 đến 80% cái câu chuyện của ba lá này nó liên quan tới tình cảm, và là những bạn các bạn đã có một mối quan hệ lâu dài rồi. Vợ chồng, thậm chí một vài bạn là đã là vợ chồng và thậm chí là có con, và các bạn đang trong cái quá trình quyết định là bản thân mình có nên ly dị hay là không. Thì cái lá Peladon ở Vision của các bạn nói về một cái điều đó là hãy nhìn cho thật là rõ những cái sự kiện đã diễn ra trước mặt mình, chứ đừng để cảm xúc quá mức lấn át vào. Các bạn cần phải biết được cái gì á là phù hợp cho mình và không phù hợp cho mình vào cái thời điểm này. Khi các bạn ra King So, đây cũng là một cái đó, nhắc một cái việc đó, đó là các bạn phải hiểu được đó, cái sự can đảm thật sự là các bạn dám đối diện với lại cái vấn đề đó và dám sống vượt lên trên cái điều đó. Một vài bạn đấy có thể các bạn vẫn giữ lại cái mối quan hệ này, vẫn giữ lại cái môi trường công việc này, tại vì các bạn sợ đàm tiếu hay là vân vân mây mây gì đó. Nhưng mà nếu các bạn hy sinh, tức là các bạn không muốn chịu những cái nhận định, không muốn chịu những cái sự đàm tiếu đó, và các bạn chọn cái sự hy sinh để là sức khỏe, cái sự chịu đựng của bạn á, các bạn có thể chịu đựng tới bao giờ? Và cái sự chịu đựng này giống như Giang nói nãy giờ đó, nó có đáng giá hay là không?
Tự nhiên đấy khúc này em không biết phải nói sao thêm nha các bạn nhóm ba nha. Thật vì có cái cảm giác là các bạn hiểu được cái vấn đề của mình rồi. Thậm chí các bạn có thể là đã có quyết định của mình luôn rồi, chỉ là các bạn cần một cái lời động viên hoặc là các bạn cần một cái sự confirm, một cái sự xác nhận chắc chắn á, thì Giang chỉ có thể nói một điều nào với các bạn thôi là các bạn đang làm đúng. Và cái câu chuyện này nó không phải là lỗi của một mình bạn. Được chưa? Đó, cho nên á, ít nhất trong lần này, Giang không biết cho đó các bạn thế nào, nhưng mà ít nhất trong lần này hãy đưa ra cái một lựa chọn đứng về phe mình. Hãy trở thành chính cái người luật sư cho bản thân mình ở trong cái sự việc này. Hãy để tất cả mọi thứ nó được nhìn dưới một góc độ rõ ràng hơn, bớt cảm xúc hơn, can đảm hơn, và hãy cố gắng kết thúc vấn đề càng sớm càng tốt. Cho chị có thể nói như vậy với lại ba lá đầu tiên các bạn nhóm ba thôi. Ok, giờ chị sẽ đến với ba lá bài tarot tiếp theo nha. Nói chung gần đây năng lượng trên kênh Giang khá là nhiều ly dị, ly hôn các kiểu, nên Giang cũng ý là không có muốn đưa ra quá nhiều lời khuyên á. Ok, lá bài tiếp theo, ba lá tarot tiếp theo các bạn có ba gậy. Ok, tiếp tục King Sword, 10 ly và các bạn có lá Witchy Wow. Lá Witchy Wow này làm Giang nhớ đến cái câu hát là It's a new day, it's a new dawn. Các bạn biết bài đó không ta? Dạ, như là đây là một ngày mới. 36. Tự nhiên nhìn lá 36 Giang nhớ đến lá 3 kiếm nghe. Giang thấy có vẻ như là tận cùng của nỗi đau rồi đó. Điều các bạn nhóm 3 nên chuẩn bị cho tương lai tiếp theo. Nếu như ba lá đầu tiên của các bạn là hãy có một trái tim can đảm, hãy cầm lên được và buông xuống được á, thì ba lá bài tiếp theo của các bạn đang tiếp nối cái câu chuyện ở trên. Gian chắc chắn là nó tiếp nối chứ nó không phải câu chuyện khác đâu. Đó là cái câu chuyện của cái việc đó là sau khi các bạn đã cầm lên được và các bạn buông xuống được rồi á, hãy dám lựa chọn hạnh phúc khác cho riêng mình. Tại vì Jane có một cái cảm giác nha, là kể cả khi các bạn nhóm ba các bạn lựa chọn kết thúc và các bạn kết thúc được nó, có thể rất nhiều bạn đây các bạn sẽ ôm cái sự đau đớn của mình một cái khoảng thời gian rất là dài, và Jane nghĩ là nó không nên. Tại vì thời gian của các bạn còn rất là nhiều, các bạn có quyền, các bạn luôn có quyền chậm lại, chữa trị cái vết thương của mình. Nó đang rất là đau đớn, nó đang rỉ máu các kiểu, nhưng mà sau khi mình chữa trị xong, khi mà vết thương nó đã bắt đầu ngấm và quạnh, nó có vảy các kiểu rồi, nó sắp lành rồi á, thì hãy dám đưa ra một cái sự can đảm khác ở đây là can đảm lựa chọn hạnh phúc một lần nữa cho riêng mình. Tại vì Jen có một cái cảm giác là vẫn còn một điều gì đó đang chờ đón các bạn ở phía trước. Ở trên cái hành trình này, nếu các bạn nhóm ba có một vài bạn các bạn đang nghĩ là mình kết thúc xong với người đó, mình kết thúc sống lại cái môi trường đó là cái chuyện của mình xong rồi á, thì Giang không nghĩ vậy. Giang nghĩ là không, nó có thể không hẳn là ngay lập tức, nhưng mà nếu như mà các bạn chịu hướng mình ra bên ngoài, các bạn chịu kêu cứu, các bạn chịu gọi cái sự giúp đỡ hướng ra bên ngoài á, sẽ có người đáp lời bạn. Và những cái người này á, Jen không hứa là dạng như họ có thể đi cùng với bạn đến cuối cái đoạn đường giữa hai người, nhưng mà Jen có một cái cảm giác là cái người này nha có thể làm cái người, tại vì các bạn ra hai lần King Sword lận, các bạn cảm giác là đó là một cái người ít nhất vào cái thời điểm này, vào cái lúc các bạn đang không ổn, các bạn đang yếu đuối này á, họ là những người mà các bạn cần. Họ sẽ mang đến cho các bạn cái sự tỉnh táo, họ sẽ mang đến cho các bạn cái sự lý trí, mang đến cho các bạn cái sự hiện thực, sẽ giúp ngăn chặn cái dòng cảm xúc tiêu cực của bạn lại. Tại vì ra lá Witchy Wild ra là một cái lá nó nói rất nhiều về cái sự tổn thương và những cái nỗi đau và những cái suy nghĩ tiêu cực của một con người.
Hơn nữa có một cái ở đây á, có một cái thông điệp nữa ở đây về cái lời khuyên là các bạn nên làm gì ở trong chuẩn bị cho cái khoảng thời gian tiếp theo ở đây á, hãy lắng nghe tiếp tiếng tim đập của mình. Các bạn chưa có chết, tim các bạn vẫn đập. Và khi mà chúng ta còn sống, tim nó vẫn đang hoạt động, nó là vẫn đang thực hiện cái chức năng của mình, nó vẫn đang bơm oxy lên não á. Hãy hiểu rằng tất cả mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, bạn rồi sẽ vượt qua được điều này, rồi sẽ có một cái gì đó mới nó đến. Các bạn chỉ đơn giản là vừa đóng lại một trong số những cuốn sách trong cuộc đời của mình. Đây không phải là tận thế, đây không phải là cái kết thúc của cuộc đời bạn, còn rất nhiều điều khác đang chờ đón bạn ở phía trước. Cho nên nhá, là đừng có vội đóng cửa trái tim mình lại, đừng có vội nghĩ cái trái tim của bạn nó đã chết rồi, bởi vì không, nó thật ra vẫn còn đang sống rất sờ sờ trước mặt đó. Hãy để tay lên gần cái trái tim của bạn á, lắng nghe tiếng tim đập của mình mỗi ngày, để các bạn nhận thức ra được á, thật ra trái tim của bạn á, nó rất là mạnh mẽ, nó rất là can trường, nó đã cùng bạn vượt qua tất cả những cái khó khăn từ trước đến nay, nó luôn ở đó đều đặt bơm oxy cho bạn mỗi giây mỗi phút, luôn cố gắng giúp bạn sống mỗi ngày. Vậy thì tại sao không đối xử với nó tốt đẹp hơn? Tại sao không dành cho nó những cái lời chúc phúc tuyệt vời nhất, mang đến cho nó những cái sự thoải mái, những cái sự chữa lành, những cái tình yêu thương vô bờ bến? Các bạn kết thúc bằng lá 10 lê cho mình một cái cảm giác á, hãy đi đi. Nếu như các bạn đang có cảm giác như kỳ đó trước, từ trước đến nay thì các bạn nhóm ba các bạn luôn là một người ở, tức là các bạn ở quá lâu ở một chỗ rồi á, hãy đi đi, đi ra ngoài nhiều hơn, hòa nhập với lại cộng đồng nhiều hơn, để nhận thức ra được một điều á, các bạn không có một mình ở trên cái hành trình này. Cũng còn rất nhiều người như bạn, cũng còn rất nhiều người, người ta sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ với bạn, và rồi bạn sẽ tìm, bạn sẽ thấy được á, bạn luôn xứng đáng có được hạnh phúc. Chỉ là bạn có đón nhận cái hạnh phúc đó không? Và đôi khi chúng ta phải bước một vài bước á, thì vũ trụ nó mới đi theo sau, nó sắp xếp tất cả mọi thứ cho chúng ta được. Đó là cái sự chuẩn bị mà các bạn nên có. Một cái tâm hồn sáng, một cái tinh thần sáng, những cái suy nghĩ sáng, và đón và luôn luôn ở trong cái trạng thái là đón chờ những điều tốt đẹp nhất mà vũ trụ mang lại cho bạn. Ok, kết thúc bài cho các bạn nhóm ba đây nha. Hy vọng đã em được cái thông điệp đó cho bạn. Và cái điều gì muốn hỏi, muốn chia sẻ, bạn hãy để lại bình luận cho Giang biết, Giang sẽ đọc và trả lời. Hẹn gặp lại các bạn nhóm ba trong video lần sau. Bye bye.